Câu hỏi Office xin kính chào anh em cần thủ nhá. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em một con máy nó mới về cùng với nô cần mà em chưa lên được. Thì ở đây em sẽ lên cái video đầu tiên nhá. Nó sẽ là những con máy ngang trước nha anh em nhá. Con máy dọc thì chiều thì em sẽ lên. Thì ở đây có bao gồm có 4 con nhá. 4 con thì 3 con Scorpion, 1 con Abu. Anh em liên hệ mua hàng ngay số điện thoại 0945629282 nhá. Kết bạn Zalo với em nhé, hoặc là comment ở bên dưới mã kèm máy kèm số điện thoại, em sẽ liên hệ lại với các anh em nhé. Thì đây là 4 con nhé. Hai con này thì nó hơi cũ một tí này, nhưng mà hai con này thì rất là ngon này. Thì con máy đầu tiên là con Simno Scorpion 101 HGDC5. Thì nó được trang bị công nghệ chip điện tử DC nha anh em nhé. Hệ thống hình như là hệ thống quản lý dây hay sao ấy. Thì em sẽ đọc thông số cho anh em cho anh em nghe nhé. Thì để anh em ấy cho nó dễ. Đấy. Con này là Made in Malay nha anh em nhé. Malaysia nhé. Đây, Malay này. Mã code 03660 này. Đấy, 03660. Sử dụng hệ vi mạch IDC5. DC5 này, Internin Gain này, DC5 này, Scorpion DC này. Đó. Thông số là vòng tua là 7.2/1 nhá. Thì cứ một vòng tay quay này nhá, một vòng tay quay như thế này nhá, thì anh em được 7.2 vòng thu nô. Trọng lượng lực thắng của nó là được 5.5 cân anh em nhá, 5.5 cân. Đấy, 5.5 cân. Trọng lượng của con máy này là 215 gram anh em nhé, 215 gram. Tổng số bạc đạn là 7+1. Đấy, 7+1 bạc đạn. Một vòng thu dây thì anh em có thể thu được từ 75 cho đến 80 cm dây. Đó. Thì con máy này có giá bán mới 100%, hiện tại đang là ngon hết sấp xỉ 6 triệu nha anh em nhé. Nó sẽ chỉ 6 triệu nhá. Nhưng mà con này hàng, nó là hàng đấy, anh em xem nó quay này. Thì anh em kiếm cái gì em dán vào nô này anh em xem. Bây giờ nhìn nó không thì nó không nhìn thấy. Đó, đây nha. Anh em xem nhá. Đó, Scorpion DC. Con này mới 99% anh em nhá, mới tinh. Chưa có một vết chảy. Thì con này có mã số 1, giá là 3.3 triệu anh em nhá, 3.3 triệu nhá. 3.3 triệu này. 3.3 triệu. À, con máy này máy tay trái nha anh em nhá, máy tay trái. Đó. Còn đây là con Scott. Tiếp tục có một con Scott nữa, nhưng mà con Scott này là con Scott đời cổ hơn. Em cũng làm một cái đấy ở đây nhá. Shimano Scorpion này nó có xước nha anh em nhá, nó có xước nhá. Nào. Đấy, nó có xước này. Đấy, xước chảy nhiều này. Thì con máy này em chỉ bán rẻ thôi. Shimano Product of Japan này. Do Nhật sản xuất anh em nhá. Đó, 5 bạc đạn. Đấy, hoạt động cũng rất là ok. Rất là mượt nhá. Máy cũ nhưng mà rất là ok. Con máy này một dòng máy quốc dân đấy. Nó bền, rẻ, khỏe. 5 mặc đạn nha anh em nhá. 5 mặc đạn, mã số 2. Hai con này đều như thế nha anh em nhá. Hai con này đều như thế này. Đều là hai con Scorpion này, Shimano Scott này. Thì hai con này thì sẽ đồng giá là mỗi con 1 triệu nha anh em nhá. Mỗi con 1 triệu và không bớt nha anh em nhá. Em không bớt. Hai con này giữa hai con này em không bớt, vì cái này coi như là em bán bằng giá vốn này. Bằng giá vốn này, đều tay trái hết nha anh em nhá. Đó. Con này cũng thế.
tuy cũ nhưng mà nó hoạt động rất là ngon. Đây này, nó còn bẩn nguyên này anh em này. Đấy, bẩn nguyên này, em chưa lau chùi, chưa vệ sinh bất kể một cái gì cả. Đáng bãi về bán có như thế nào thì em bán như thế thôi. Anh em về tự vệ sinh lau chùi nhá. Em không lau chùi được đâu, mà em cũng không vệ sinh được đâu. Vệ sinh thì tháo ra rồi, không lắp vào được. Con máy này cũng là một con máy khá là đặc biệt. Nó về cùng cây cần, nó về cùng một cây abu nữa. Cái cây abu thì nó cũng là của Thụy Điển sản xuất này, Made in Sweden này. Cái tem này rất đẹp, hình như cái tem này bằng bạc này, cái này bằng bạc này. Thì không hiểu vì sao con máy này nó làm này nhẹ như thế, nhẹ đến như thế. Con này chỉ có 200 gram thôi mà nó là một máy body phun nhôm. Không hiểu nó làm bằng cái gì. Đấy, chỉ có 200 gram thôi, nó còn nhẹ hơn cả con này cơ. Con này khi mà mua mới ở bên Nhật là 12 triệu. Con này khi mà mua mới 12 triệu, nhưng mà chắc chắn là ở Việt Nam thì về Việt Nam thì sẽ rất ít người dùng vì nó là tay phải. Abu, dòng máy rất là ưa chuộng cả ở Nhật, cả ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì hầu như chỉ có mấy anh Cà Mau, mấy anh Bạc Liêu là chơi Abu nhiều. Thì dòng Abu nó nhẹ, nó khỏe, bền bỉ. Đời Abu bây giờ thì toàn Trung Quốc có sản xuất, còn thua. Này, 120014 này, 29 này, gạch chéo 29 này. Không hiểu nó là cái gì. Cái spool này nhá, theo được biết cái spool này làm bằng full titanium nhá. Spool này làm bằng full titanium. Nhẹ chỉ có 200 gram, mới 95%, cái này là bẩn. 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 Băng dính. Làm gì mà có băng dính ở đây. Em chả lau chùi, lau vệ sinh đâu. Anh em nếu mà có ai nấy thì, nếu mà có ai nấy thì vệ sinh, tự vệ sinh, tự lau chùi. Em thì việc bán rồi. Em không biết làm những cái này đâu. Máy đứng thì em còn làm được, máy ngang thì em chịu. Thật là em cũng không chơi được tay phải. Đấy. Máy này có giá là 3 triệu nha anh em nhá. 3 triệu. Đây là 4 con anh em nhé. Anh em liên hệ mua hàng ở hai số điện thoại 0945629282 nhé. Anh em có thể kết bạn Zalo để em chụp hình cho các anh em.